Xuyên xin chào cả nhà nghe. Hôm nay Xuyên với chị Sika mẹ về thăm bà ngoại. Thưa bà ngoại con mới về. Thưa ngoại con mới về. Có con nè. Mẹ con đâu? Mẹ con ngoại kìa. Mẹ con ngoại nè. Bà ngoại mới dắt rồi, ngoại hết bánh rồi. Nè. Đó ngoại, mẹ đem bánh về kìa, cô Chính mới về. Chị về đâu chưa? Mẹ đem cái bịch bún riêu về nữa kìa. Đi về trả tiền. Thiếu 200 ngàn này hổm á, về trả. Gì đâu rồi, thì lật đật quá. Chứ để quên rồi làm sao? Thôi. Cho nhiều cái 200 cho đi. Với mượn á. Mẹ đâu có biết ai là ai đâu.
Nói là tiền không á? Dạ. 5 triệu mấy đó. Tiền người mướn rồi tiền sắt nữa, nhiều tiền không đó. Dạ đúng rồi. Ờ chó cưng quá ha. Ờ dễ thương quá ha. Sang Hà xuống chơi đi con. Tắt điện thoại đi. Trời ơi có sấy ngựa trên lưng gà thấy thương không? Cưng quá ha. Dạ. Có 4 mắt nữa nè chị. Chó này đẹp lắm nè. Có 4 mắt nữa nè. Dạ. Rất mừng con kìa sao hả? Trời ơi, cưng có 2 chấm rồi. Dạ. Rồi, cưng quá ha, đẹp quá ha. Dễ thương không Sơn Hà? Giống Sơn Hà không? Dạ. Giống Sơn Hà không? Nó rủ đi không bút phê. Ừ, đi ăn chăm đó, không đi chuyển thôi. Bây giờ đi thương mẹ. Dạ, đi bây giờ 5 giờ rồi ngoại. Trời 5 giờ. Ai? Được không? Dạ. Chị mang được rồi dài có mang lắm. Bên em có chị lấy cho ngoại. Dạ. Rồi đồ dài tới đây nè. Ôi. Dài có mang lắm. Dài có mang lắm. Cái nói vừa này. Cái gì dài để. Mày gửi đây thẳng chi em trẻ đâu. Dạ. Dạ. Cái bình nước dừa nè, mình sắp theo nè, để lát là nãy giờ chưa em chặn nó là đổ vô đó. Nó chặt hai cái dừa là ca, sơn ca. Mua được dừa chặt cũng ở nhà còn 2 trái, nên là 12 trái, chặt còn 3 trái. Nhiêu 2 trái này. Nhiêu trái chị, chị mua nhiêu trái? 1 chục 80 ngàn. Như 80 ngàn cái. Dạ, gì nhỏ nhỏ. Nhỏ không có nhỏ xíu. Rồi chặt cái 2 cái đổ vô là cà. Rồi sau 7 trái, còn 3 trái. Cái của nhà hai cái cũ nó chặt nó 9 trái. Chị mới đổ vô cà. Uống dừa lên miếng chặt. Có uống bữa đâu bữa. Thôi chặt à. Đó, bộ này nè mẹ. Đẹp quá hả mẹ? Bộ đồ mới nè. Bộ đồ mới hả? Không, mới mai 2 bộ sau. Bộ này nè. Cái này mới mai sau hả mẹ? Dừng nhắc đó. Muốn lấy đồ cố thì biểu nhắc nó dừng. Dạ. Thì đồ này mới mai nè. Mai 2 bộ. Cô chín bắt hả cô chín? Dạ. Ôi, ngon quá ha. Bự bự không à. Vậy là bự rồi. À, thay vì nãy chạy nát ký tôm bạc lộn xộn mà giờ chạy chừng khoảng 400 gram mà khỏe không à? Khỏe rồi. Giờ cô chính để nuôi tâm khỏe nhỏ mà để nuôi lại. Thì bây giờ mình ít mình chạy ăn chết bữa nữa thả nước ngọt á. Thả đi thêm tàu vừa vừa về đi mà làm bánh nái ăn. Cái tàu gần tàu bắp tàu nó ngon nó đẹp. Để chú anh Sơn qua. Chú Sơn qua trời mưa rồi sao? Thì cũng mưa rồi cả. Dễ mưa à? Mình đi chặt.